Như vàng không chỗ đến, sự nghe tiếng cũng thế mà phân biệt được pháp với pháp không trái lầm. Sự không chấp trước của Bồ Tát giống như tiếng vàng chẳng chỗ đến, Bồ Tát nghe âm thanh cũng không chấp trước, chẳng chỗ đến. Nhưng ở trong âm thanh có thể phân biệt được tất cả pháp âm đến, tiếng đó cũng không chỗ đến, không có chỗ trái lầm đối với pháp, nghĩa là không trái ngược với đạo lý của pháp. Khéo rõ các âm thanh, nơi tiếng chẳng phân biệt, biết tiếng đều không tịch, các vang tiếng thạnh tịnh. Bồ Tát khéo hiểu biết tất cả âm thanh pháp môn, đối với âm thanh không phân biệt, biết âm thanh vốn đều là không tịch, chẳng có gì cả, chỉ có tiếng vang mà thôi. Diệu âm nói pháp này là tiếng thanh tịnh của lưỡi rộng dài dễ nói. Rõ pháp chẳng tại lời, khéo vào chỗ không lời, mà thị hiện lời nói, như vàng khắp thế gian. Bồ Tát thấu rõ tất cả pháp vốn là không lời nói tướng, vô ngôn thuyết tướng. Do đó, ly ngôn thuyết tướng, ly văn tự tướng, ly tâm duyên tướng, nghĩa là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Bồ Tát khéo vào bờ mé vô ngôn thuyết, không lời nói, trong vô ngôn thuyết, không lời nói, mà hay thị hiện lời nói giống như tiếng vang của âm thanh khắp nơi thế gian. Biết rõ được lời lẽ, đầy đủ phần âm thanh, biết tánh tiếng không tịch, dùng lời đời để nói. Bồ Tát thấu rõ tất cả còn được lời lẽ, đầy đủ cảnh giới âm thanh, biết bồn thể của âm thanh là không tịch, chẳng có vật gì bên trong, bất quá dùng lời lẽ và văn tự của thế gian để diễn đạt âm thanh của nó. Như hết thầy tiếng đời, hiện đồng pháp phân biệt, tiếng đó đều khắp cùng, khai ngộ các quần sinh. Bồ Tát biết hết thảy âm thanh thế gian, thị hiện âm thanh giống nhau đủ thứ pháp khác nhau. Hết thảy âm thanh này hoàn toàn khắp cùng pháp giới. Ở trong âm thanh diễn nói diệu pháp khai ngộ tất cả các quần sinh. Bồ Tát được nhẫn này, định âm hóa thế gian, khéo léo nói ba đời, nơi đời không chấp trước. Bồ Tát đắc được pháp môn như vàng nhẫn, dùng âm thanh thanh tịnh để giáo hóa tất cả chúng sinh thế gian, phát bồ đề tâm, tu hành vô thượng đạo. Bồn lai một đời cũng không thể nắm bắt được, nhưng Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo để nói ba đời. Ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai, tức cũng là hôm qua, hôm nay và ngày mai. Bồ Tát đối với hết thảy tất cả pháp thế gian đều không chấp trước. Tại sao? Vì người pháp hai chấp đều không. 10 bài kệ ở trên là kệ pháp môn như vang nhẫn thứ 7. Vì muốn lợi thế gian, chuyên tâm cầu bồ đề, mà thường vào pháp tánh, nơi đó không phân biệt. Bồ Tát muốn lợi ích chúng sinh thế gian, chuyên tâm nhất trí cầu vô thượng bồ đề, mà thường vào bản thể của pháp tánh, nhưng đối với những điều đó chẳng có tâm phân biệt. Quán khắp các thế gian, tịch diệt không thể tánh, mà luôn làm lợi ích, tu hành tâm chẳng động. Bồ Tát quán sát khắp cùng tất cả thế gian đều là tịch diệt không có thể tánh, nhưng Bồ Tát thường hành Bồ Tát đạo, lợi ích tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh, tức cũng là tu định lực. Định lực này là động mà chẳng động. Do đó, động tức là tĩnh, tĩnh tức là động. Động tĩnh nhất như, động tĩnh không hai. Tại sao? Vì Bồ Tát lìa khỏi tất cả chấp trước, lìa khỏi tất cả quái ngại, cho nên tâm chẳng động. Chúng ta người tu đạo phải minh bạch đạo lý này. Không những ở trong tĩnh có thể tu định, mà ở trong động cũng có thể tu định. Kỳ thật, trong tĩnh có định lực, không như trong động có định lực. Tại sao? Vì khi động, nếu chẳng có định lực thì sẽ bị cảnh giới lay chuyển. Đừng đàm không chấp tịch. Đàm không tức là hoan hỷ về không, chấp tịch tức là chấp trước, tịch tĩnh. Phải ở trong tĩnh tu động, trong động tu tĩnh, tức động tức tĩnh, động tĩnh chẳng hai. Có người nói tôi hoan hỷ tĩnh chẳng hoan hỷ động, đó là bạn chấp trước vào tĩnh. Lại có người nói tôi hoan hỷ động chẳng hoan hỷ tĩnh, đó là bạn chấp trước vào động. Phải biết rõ tĩnh cũng là định, động cũng là định, tĩnh động đều ở trong định. Cảnh giới này là gì? Tôi thường nói với các vị hai câu này: mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay, và thấy việc tỉnh việc lìa thế gian, thấy việc mê việc đọa trầm luân. Định chẳng phải chỉ riêng ở trong tĩnh sinh ra, ở trong động sinh ra định mới là thực dụng. Người tu đạo đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại, tức là tâm bất động, nghĩa là chẳng động tâm. Khi mạnh tử được 40 tuổi thì mới bất động tâm. Đối với định lực có chút thành tựu, mạnh tử nói: cáo tử tiền ngã bất động tâm, chứng minh cáo tử được bất động tâm sớm hơn mạnh tử. Do đó, Thái Sơn băng tiền nhi bất kình, mỹ nữ đương tiền nhi bất động. Nghĩa là
Núi Thái đổ xuống trước mắt mà chẳng sợ, người đẹp trước mắt mà chẳng động. Tu đạo tu đến cảnh giới này thì liền thành tựu đạo nghiệp. Chẳng trụ nơi thế gian, chẳng lìa nơi thế gian. Thế gian không chỗ nương, chỗ nương không thể được. Bồ Tát chẳng chấp trụ vào pháp thế gian, cũng chẳng lìa khỏi pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Đối với pháp xuất thế gian chẳng có chỗ nương tựa, muốn tìm chỗ nương tựa thì không thể được. Biết rõ tánh thế gian, nơi tánh không nhiễm trước, tuy chẳng nương thế gian, độ đời khiến siêu độ. Bồ Tát biết rõ tự tánh tất cả pháp thế gian, đối với tánh không có nhiễm trước. Tại sao? Vì Bồ Tát đã phá được ngã chấp và pháp chấp. Tuy Bồ Tát chẳng nương tựa pháp thế gian, nhưng Bồ Tát vẫn phải giáo hóa chúng sinh hữu tình thế gian, khiến cho họ được siêu độ. Hết thảy pháp thế gian đều biết hết tự tánh, rõ pháp không có hai, không hai cũng không chấp. Hết thảy tất cả pháp thế do thế gian, Bồ Tát đều biết chân thật tự tánh của tất cả các pháp, cũng biết rõ tất cả pháp đều là pháp môn không hai, đệ nhất nghĩa đế, cũng chẳng có hai, cũng chẳng chấp. Đó là cảnh giới Bồ Tát đối với pháp. Tâm chẳng lìa thế gian, cũng chẳng trụ thế gian, chẳng ở ngoài thế gian, tu hành nhất thiết trí. Tâm của Bồ Tát chẳng lìa pháp thế gian, cũng chẳng trụ pháp thế gian, cũng chẳng ở ngoài pháp thế gian, tu hành nhất thiết trí, nghĩa là nói tu pháp xuất thế ở trong pháp thế gian. Do đó, tức thế gian, lìa thế gian, cảnh giới này dễ như trở bàn tay, trở qua là lòng bàn tay, lật lại là lưng bàn tay. Trong kinh có nói, phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não. Bạn chẳng tu hành, chẳng hiểu Phật Pháp, tức là phiền não. Hiểu rồi tức là bồ đề. Bồ đề chẳng ở ngoài phiền não, mà ở trong phiền não. Cho nên nói phiền não tức là bồ đề, bồ đề tức là phiền não. Tóm lại, biết dùng thì bồ đề, không biết dùng tức là phiền não. Ví như bóng trong nước, chẳng trong cũng chẳng ngoài. Bồ Tát cầu bồ đề, rõ đời chẳng phải đời. Giống như bóng mặt trăng trong nước, cũng chẳng phải ở trong nước, cũng chẳng phải ở ngoài nước. Bồ Tát cầu vô thượng bồ đề, thấu rõ thế gian là không, cho nên tâm chẳng sinh chấp trước. Chẳng ở đời trụ xuất, vì đời bất khả thuyết. Cũng chẳng ở trong ngoài, như bóng hiện thế gian. Bồ Tát chẳng chấp vào pháp thế gian và pháp xuất thế gian, vì thế gian là không, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Nó chẳng ở trong thế gian, cũng chẳng ở ngoài thế gian, nhưng mà trăng hiện khắp trong nước, giống như bóng hiện thế gian. Vào nghĩa thâm sâu này, lìa dơ đều thấu triệt, chẳng bỏ tâm nguyện xưa, đèn trí huệ chiếu khắp. Bồ Tát chứng nhập vào chân thật nghĩa thâm sâu này rồi, lìa khỏi tất cả bụi dơ, hoàn toàn biết rõ thấu triệt, nhưng vẫn không xả bỏ tâm thể nguyện vốn đã phát ra. Ngài nguyện làm đèn trí huệ để chiếu khắp mười phương thế giới, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề tu vô thượng đạo. Thế gian không bờ mé, trí vào đều bình đẳng, hóa khắp các quần sinh, khiến họ bỏ chấp trước. Tuy thế gian chẳng có bờ mé, nhưng trí huệ của Bồ Tát đầy khắp thế gian, bằng đồng với thế gian, giáo hóa khắp tất cả quần sinh, khiến cho họ xả bỏ tất cả chấp trước, quay lưng với trần lao, hợp với giác ngộ, trở về cội nguồn. Mười bài kệ ở trên là kệ pháp môn như ảnh nhẫn thứ 8. Quán sát pháp thâm sâu, lợi ích chúng quần sinh, từ đây vào trí huệ, tu hành tất cả đạo. Bồ Tát quán sát pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, để lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh từ pháp môn này chứng nhập vào trí huệ mà tu hành tất cả bồ đề giác đạo. Bồ Tát quán các pháp thấu rõ đều như hóa, mà hành hạnh như hóa, rốt ráo mãi không bỏ. Bồ Tát quán sát tất cả các pháp thấu rõ được lý, đều là như huyễn như hóa, chẳng có một thật thể nào. Nhưng Bồ Tát vẫn hành Bồ Tát đạo như đồng hạnh huyễn mà chẳng chấp trước. Rốt ráo vĩnh viễn chẳng xả bỏ chúng sinh, vì cứu hộ chúng sinh liều khổ được vui. Thời thời vì chúng sinh diễn nói pháp chấm dứt sinh tử. Tùy thuận hóa tự tánh, tu tập đạo Bồ Đề, tất cả pháp như hóa, Bồ Tát tu cũng thế. Bồ Tát tùy thuận tự tánh huyễn hóa mà siêng năng tu tập Bồ Đề giác đạo, để biết tất cả các pháp giống như huyễn hóa. Bồ Tát tu hành cũng như thế, nhưng Bồ Tát vẫn không xả bỏ hạnh Bồ Tát. Tất cả các thế gian cùng với vô lượng nghiệp bình đẳng đều như hóa, rốt ráo trụ tịch diệt. Hết thảy tất cả thế gian cùng với vô lượng nghiệp đều là bình đẳng như huyễn như hóa, chẳng có thể tánh chân thật, rốt ráo trụ nơi tịch diệt. Tất cả đều do duyên mà sinh, do duyên mà diệt, cuối cùng quy về tịch diệt. Ba đời hết thảy phần, tất cả cũng như hóa, nguyện xưa tu các hạnh biến hóa thành Như Lai. Mười phương ba đời hết thảy tất cả chư Phật
tất cả cũng như huyễn như hóa, nguyện thuở xưa đã phát ra mà tu hành tất cả hạnh môn, khi công đức viên mãn thì biến hóa thành Như Lai, tu phước tu huệ, phước huệ đều tròn đầy mới thành chánh giác. Phật dùng đại từ bi độ thoát hóa chúng sinh, độ thoát cũng như hóa hóa lực để thuyết pháp. Phật dùng tâm đại từ đại bi để độ thoát giáo hóa tất cả chúng sinh, tùy độ thoát chúng sinh cũng như huyễn như hóa, dùng hóa lực để vì họ thuyết pháp, khiến cho chúng sinh bỏ mê vẻ giác, cải ác hướng thiện, biết đời đều như hóa, chẳng phân biệt thế gian, hóa việc đủ thứ thù đều do nghiệp khác nhau. Bồ Tát biết tất cả thế gian đều giống như biến hóa, cho nên chẳng phân biệt tất cả thế gian, hết thảy những sự việc biến hóa có đủ thứ thù đặc khác nhau, đó đều là do nghiệp lực sở cảm mà sinh ra đủ thứ sự việc khác nhau. Tu tập hạnh Bồ Đề trang nghiêm nơi hóa tạng, vô lượng khéo trang nghiêm như nghiệp làm thế gian. Bồ Tát tu hành học tập hạnh Bồ Đề trang nghiêm ở trong hóa tạng, có vô lượng vô biên tất cả sự trang nghiêm như nghiệp làm thế gian. Chúng ta tu đạo phải phát tâm Bồ Đề, tức là cúng dường chư Phật, gần gũi thiện tri thức, cầu trí huệ của Phật độ hóa tất cả chúng sinh, tu tập các từ bi tài bồi các căn lành, khiến cho tâm nhu hòa, khiến cho trí kiên cường. Tóm lại, có tâm cầu tiến hướng thượng, tức là tâm Bồ Đề, hóa pháp địa phân biệt cũng chẳng phân biệt pháp, đây hai đều tịch diệt. Bồ Tát hành như vậy, pháp biến hóa đều khỏi sự phân biệt, cũng chẳng phân biệt nơi pháp, hai thứ này đều là tướng tịch diệt. Hạnh của Bồ Tát tu hành cũng như thế, Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh mà hành Bồ Tát đạo, chẳng phải vì lợi ích của mình mà hành Bồ Tát đạo. Biển hóa rõ nơi trí, tánh hóa ứng thế gian, hóa chẳng sinh diệt pháp, trí huệ cũng như thế. Biển biến hóa rõ nơi trí huệ, tánh biến hóa ứng tại thế gian, biến hóa là pháp chẳng sinh chẳng diệt, trí huệ cũng là pháp chẳng sinh chẳng diệt. Bồ Tát đều biết tất cả pháp như hóa, cho nên chẳng sinh tâm chấp trước. Chúng ta học Phật pháp tức là học không chấp trước. Nếu không có tâm chấp trước thì tất cả đều buông bỏ được, buông bỏ tức là giải thoát. 10 bài kệ ở trên là pháp môn như hóa nhẫn thứ 9. Thứ 10, nhẫn quán rõ chúng sinh và các pháp thể tánh đều tịch diệt, như không chẳng xứ sở. Thứ 10 là như không nhẫn, phải quán sát thấu rõ triệt để thể tánh của chúng sinh và tất cả pháp đều là tịch diệt, giống như hư không, chẳng có xứ sở nhất định. Được trí như hư không, lìa hẳn các chấp trước, như không chẳng có gì, nơi đời không chướng ngại. Bồ Tát đắc được trí huệ như hư không, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sự chấp trước, giống như hư không chẳng có vật gì cả, cho nên đối với thế gian chẳng có gì chướng ngại. Thành tựu sức không nhẫn như hư không vô tận, cảnh giới như hư không chẳng phân biệt hư không. Thành tựu sức không nhẫn này giống như hư không chẳng có lúc nào cùng tận, cảnh giới giống như hư không nhưng chẳng phân biệt hư không. Hiện tại nhà khoa học mới phát hiện bí mật của hư không vũ trụ có hệ thống ngân hà, đó là do hàng ngàn vạn thái dương hệ mà thành. Lại phát hiện có rất nhiều ngân hà xuất hiện. Cách đây 3.000 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết rõ trong hư không có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, nhìn thấy rất rõ ràng. Khoa học càng tiến bộ thì càng chứng minh pháp của Phật nói đều là chân lý, tuyệt đối không sai. Hư không không thể tánh, cũng lại không đoạn diệt, cũng chẳng đủ thứ khác, trí lực cũng như thế. Tuy hư không chẳng có thể tánh nhưng cũng chẳng đoạn diệt, cũng chẳng có đủ thứ sự phân biệt. Tại sao? Vì nó là hư không. Nếu có thể tánh thì có đoạn diệt, có phân biệt, đó chẳng phải là hư không. Trí huệ lực cũng như thế. Hư không chẳng ban đầu, cũng lại không giữa cuối, lượng đó không thể được. Trí Bồ Tát cũng vậy. Hư không cũng chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có hiện tại, cũng chẳng có khi nào kết thúc. Lượng của hư không không thể được. Trí huệ của Bồ Tát cũng như thế, chẳng có ban đầu, chẳng có giữa, chẳng có cuối. Quán pháp tánh như vậy, tất cả như hư không, không sinh cũng không diệt, sở đắc của Bồ Tát. Như vậy quán ra pháp tánh, tất cả đều như hư không, cũng chẳng có sinh cũng chẳng có diệt, đó là sở đắc của Bồ Tát. Tự trụ như không pháp, lại vì chúng sinh nói, hàng phục tất cả ma đều là phương tiện nhẫn. Bồ Tát tự trụ giống như không pháp, nhưng lại vì tất cả chúng sinh, diễn nói diệu pháp, lại hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo, đều do sức phương tiện nhẫn này mà thành tựu. Tướng thế gian khác nhau, đều không chẳng có tướng, vào nơi chỗ không tướng, các tướng đều bình đẳng,
Tướng thế gian tuy nhiên có khác nhau, nhưng đều là không, chẳng có tướng chân thật. Nếu vào chỗ vô tướng, thì tất cả tướng hoàn toàn bình đẳng, chẳng có phân biệt. Chỉ dùng một phương tiện vào khắp các thế gian, biết được pháp ba đời, đều đồng tánh hư không. Chỉ dùng một pháp môn phương tiện vào khắp tất cả thế gian, biết được tất cả các pháp ba đời hoàn toàn đồng với tánh hư không. Trí huệ và âm thanh cùng với thân Bồ Tát, tánh đó như hư không, tất cả đều tịch diệt. Trí huệ và âm thanh cùng với thân của Bồ Tát, tánh giống như hư không, tất cả đều là tịch diệt, chẳng có gì cả. 10 bài kệ ở trên là kệ pháp môn như không nhẫn thứ 10. Như vậy 10 thứ nhẫn, tu hành của Phật tử, tâm ý khéo an trụ, rộng vì chúng sinh nói. 10 thứ nhẫn đã nói ở trên là hạnh môn tu hành của Phật tử. Tâm phải khéo an trụ, rộng vì tất cả chúng sinh, diễn nói diệu pháp luân. Nơi đây khéo tu học, thành tựu lực rộng lớn, pháp lực và trí lực là phương tiện bồ đề. Đối với pháp nhẫn này, phải khéo tu học sẽ thành tựu sức lực rộng lớn, sức lực của pháp, sức lực của trí, tóm lại sẽ thành tựu được tất cả sức lực, là sức phương tiện của bồ đề giác đạo. Thông đạt môn nhẫn này, thành tựu vô ngại trí, vượt qua tất cả chúng, chuyển pháp luân vô thượng. Nếu thông đạt được pháp môn 10 thứ nhẫn này, thì sẽ thành tựu trí huệ vô ngại, tức cũng là viên dung vô ngại, vượt qua được tất cả chúng sinh mà chuyển bánh xe pháp vô thượng độ khắp chúng sinh. Tu hành hạnh rộng lớn, số lượng không biết được, biển trí điều ngự sư mới phân biệt biết được. Bồ Tát tu hạnh môn rộng lớn, số lượng không thể được, bất khả đắc, chẳng biết là bao nhiêu. Chỉ có biển trí huệ của điều ngự sư, một trong 10 danh hiệu của Phật, mới phân biệt biết được có bao nhiêu hạnh môn. Bỏ ngã mà tu hành vào pháp tánh thâm sâu, tâm thường trụ tỉnh pháp, dùng đề thí quần sinh. Xả bỏ cái bản ngã mà tu hành thì mới chứng nhập vào được trong pháp tánh thâm sâu, tâm đó thường trụ vào trong pháp thanh tịnh, dùng pháp này thí giáo tất cả chúng sinh. Chúng sinh và bụi cõi còn có thể biết được các công đức Bồ Tát không thể độ hạn được. Vô lượng chúng sinh và vô lượng bụi cõi còn có thể biết được số mục rốt ráo là bao nhiêu, nhưng tất cả công đức của Bồ Tát chúng ta phàm phu ngu si không cách chi độ lượng được giới hạn, không có bờ mé. Bồ Tát thành tựu được 10 thứ nhẫn như vậy, trí huệ và sở hành chúng sinh không dò được. Bồ Tát thành tựu được 10 thứ pháp nhẫn này, đó là trí huệ và công đức tu hành của Ngài mà thành tựu. Phàm phu chúng sinh chẳng cách chi có thể dò lường được,